Hàng loạt tờ báo ở Nhật Bản và Thái Lan đưa tin Kawasaki Frontale vừa biến sông Songkrasin thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giữa các câu lạc bộ ở J-League nhà đương kim vô địch Nhật Bản đã trả Hokkaido Consado Sapporo tới 3,5 triệu euro để sở hữu Messi Thái. Con số này cao gấp 3 lần so với kỷ lục cũ của giới lịch là 1,3 triệu euro khi tiền vệ Daiki Matsuoka chuyển từ Sagantosu tới Shimizu Espoon hồi tháng 2 năm 2021 với giá 1,3 triệu euro. Thông tin này đã được chính Tổng Giám đốc Hirokatsu Mikami của Consado Sapporo xác nhận. Trả lời phỏng vấn hãng tin Siam Sport của Thái Lan, ông Mikami cho biết Kawasaki Frontale liên hệ để hỏi mua Chanathip lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 12, nhưng chúng tôi từ chối. Chanathip vẫn còn 2 năm hợp đồng với Sapporo và chúng tôi không định để cậu ấy ra đi. Sau đó, họ trở lại vào ngày 28 tháng 12 với đề nghị cao nhất lịch sử chuyển nhượng ở Nhật Bản, theo những gì tôi biết trong suốt 30 năm làm việc trong môi trường J-League. Vì thế tôi đã nói chuyện với Chanathip khi cậu ấy đang chơi cho đội tuyển Thái Lan ở IBF Suzuki Cup 2020 và cậu ấy có vẻ cũng quan tâm đến đề nghị này. Hai câu lạc bộ đặt thỏa thuận vào ngày 30 tháng 12 và giờ Kawasaki cần đàm phán để đặt thỏa thuận cá nhân với Chanathip. Nhưng hiện tại mọi chuyện đang diễn ra đúng hướng. Không chỉ phía Consado Sapporo, cả huấn luyện viên Mano Ponking của đội tuyển Thái Lan cũng đã chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội. Theo trang tin Sponichi của Nhật Bản, Kawasaki Frontale chiêu mộ Chanathip nhằm thay thế Rio Hatate vừa chuyển sang câu lạc bộ Celtic của Scotland. Bản hợp đồng đắt giá với nhạc trưởng người Thái Lan cũng chứng tỏ tham vọng của câu lạc bộ này trong việc bảo vệ chức vô địch J-League cũng như hướng tới danh hiệu AFC Champions League đầu tiên trong lịch sử vì trong 4 năm rưỡi thi đấu ở Nhật Bản, cầu thủ vẫn được các cổ động viên của Consado Sapporo gọi là Chanakun đã trở thành một ngôi sao đẳng cấp với 15 bàn thắng và 22 được kiến tạo sau 123 trận đấu. Với bản thân Chanathip, đây cũng có thể coi là một bước tiến lớn trong sự nghiệp vì Consado Sapporo chỉ là một đội bóng hạng trung tại J-League trong khi Kawasaki Frontale là một ông lớn thực sự. Câu lạc bộ có tuổi đời 67 năm này đã vô địch J-League ở 4 trong 5 mùa gần nhất. Họ cũng là đội bóng giàu thành tích thứ hai tại Nhật Bản với 4 lần đăng quang. Ngang Yokohama, Marinos và chỉ kém Kashima Antlers, đội đã có 8 chức vô địch. Bệ phóng cho bản siêu hợp đồng này cũng chính là màn trình diễn tuyệt vời của Chanathip tại AFF Suzuki Cup 2020. Đó là giải đấu mà cầu thủ chỉ cao 1m58 này tỏa sáng rực rỡ giúp đội tuyển Thái Lan lên ngôi đầu thuyết vực. Đồng thời, chính bản thân anh cũng giành cú đúp danh hiệu cá nhân là vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất.